Tại công ty Ford Motor, họ khá tự hào với những chiếc xe bán tải F-150 của mình. Dòng F là loại xe tải bán chạy nhất ở Mỹ trong 47 năm và là loại xe bán chạy nhất ở Mỹ trong 42 năm. Vậy điều gì ở chiếc xe bán tải này đã mê hoặc người Mỹ từ thế hệ này sang thế hệ khác? Vox Adams vừa thuê chiếc F-150 thứ hai của mình. Tôi gắn bó với chiếc xe bán tải vì tôi đã mua nhà và phải vận chuyển đồ đạc. Phải làm vườn, cho nên tôi cần nó. Tôi thực sự thích mọi thứ trong nội thất, cho dù là da hay chỉ ghế bọc vải. Tôi có một chiếc xe với màn hình cảm ứng lớn, điều đó thật tuyệt vời. Ford cho biết phản hồi của khách hàng đã giúp liên tục cải tiến mẫu xe kể từ khi nó được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1948. Chúng tôi hiểu rõ khách hàng của mình hơn bất kỳ ai khác. Chúng tôi không ngừng đổi mới F-150. Đó là công nghệ, là nội thất. Bạn vào bên trong và nó giống như một chiếc xe sang trọng. Bạn quên mất mình đang ở trong một chiếc xe bán tải. Tại nhà máy Dearborn, Michigan, xe bán tải được sản xuất liên tục bởi 5.200 nhân viên làm việc theo ca 10 tiếng. Các giai đoạn cuối cùng của quy trình bao gồm kiểm tra động cơ và sau đó là công đoạn ráp thân xe, nơi các bộ phận chính của xe được kết nối với nhau. Quá trình lắp ráp được kiểm tra bởi cả máy tính và công nhân tại xưởng. Con người và máy móc làm việc song song để cứ mỗi 53 giây sản xuất một chiếc xe bán tải mới. Bạn cần con người để chế tạo xe. Nếu bạn nhìn vào AI và tất cả các công nghệ sắp ra mắt, thì đó thực sự là một không gian hợp tác. Mỗi trạm đều có máy tính riêng và nó thực sự hỗ trợ người vận hành trong một trạm ảo để đảm bảo chúng tôi duy trì chất lượng. Tại Suburban Ford ở Sterling Heights, khu vực Detroit, F-150 chiếm khoảng một nửa hoạt động kinh doanh của đại lý. Tổng giám đốc Jim Elder cũng lái một chiếc. Nó phù hợp với chúng tôi. Bạn biết tôi không làm trong ngành xây dựng, nhưng nó giúp tôi chở xe đạp hoặc kéo một thứ gì đó nhỏ hay lớn. Nó sẽ đáp ứng được nhu cầu hàng ngày của tôi. Kevin Justema đã dành nhiều năm làm việc trong ngành công nghiệp ô tô và nói rằng Ford là hãng đầu tiên chế tạo xe tải cho người bình thường. Ông nói rằng công ty tiếp tục đổi mới. Ford đã có mặt trên thị trường hơn một năm nay với mẫu xe điện của họ. Cho nên, khả năng dẫn đầu đổi mới ngành xe tải trong hơn 75 năm qua đã khiến mọi người phải thốt lên. Ồ, Ford đúng là dẫn đầu với xe tải của họ. Tôi tin tưởng thương hiệu này hơn. Hãy để tôi xem họ có gì. Justema và một số nhà phê bình chỉ ra rằng hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu kém, quãng đường chạy trên mỗi galon bị giới hạn là nhược điểm của việc sở hữu một trong những chiếc xe tải này. Nhưng nhiều người Mỹ dường như không bận tâm. Ford cho biết họ đã sản xuất hơn 41 triệu xe dòng F cho khách hàng Mỹ kể từ khi chiếc xe bán tải này ra mắt cách đây 76 năm với gần 760.000 chiếc vào năm ngoái.